chưa? Ra đây, ra đây, ra đây. Ở trên chỗ khác đấy. Đây rồi, đây rồi. Rồi. Các bạn lùi xuống nhá. Chào MC Trung Anh. Umbalane. À, các bạn nhỏ đoán là chim bay, có phải có chú chim không nhá? Chúng mình thử nào. Umbala. Rồi. Các bạn lùi xuống nhá. Đây, vỗ tay đi. Rồi mấy bạn kia đi xuống đi. Alo. Alo. Các bạn nhỏ, nhỏ có muốn xem trên trà của ta không ạ? Vậy thì chúng mình hãy đứng ngồi xuống một tí nhá. Các bạn nhỏ thấy gì trong đấy không ạ? Con gì? Chào MC Trung Anh. Ai giờ nước đâu ấy nhỉ? Vỗ tay đi.
Mời anh em qua kíp mắt nhận quà. Bao nhiêu khối nữa xong rồi? Anh muốn chân dài hay chân ngắn? Dài đi. Cứ dài đúng không? Vâng. Em điều khiển được mà. 10-15 phút. Khoảng 15 phút nữa xong nhá. Vâng, ok. Vâng.
Đấy, đại thánh nhiều kèo thế nha. Thôi thôi thôi. Chào cháu ơi. Đây con. Đây con, đây. Các bạn ngồi xuống chú phát cho. Rồi. Đây. Rồi các bạn lùi xuống đi. Lùi xuống. Rồi. Diễn vài trò nữa thôi nhá. Vài trò nữa thôi. Rồi. Hello anh Huỳnh Danh. Đang đưa đại thánh đi diễn anh ơi. Rồi. Umbala đấy. Vỗ tay đây các bạn ơi. Rồi. Rồi các bạn lùi xuống nhá, cho này lùi xuống. Rồi, lùi xuống. Đây là hộp 500. Chắc chắn không con? 500 bay kiểu gì được. Ôi. Rồi, em chờ tí nào. Chúng mình là bao nhiêu nào? Thật ngộ nghĩ không ạ? Chúng mình đứng ngồi xuống nhá. Wow, vỗ tay nào. Còn không bê được đâu. Rồi. Từng bạn một. Rồi. Ui giời.
rồi 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 xuống nào. Lùi xuống qua đây. Lùi xuống. Rồi, kia đây. Yeah, vỗ tay. Rồi, thế giờ rồi. Thế giờ như nào?